Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Vlog của công ty xây dựng Kiến Thiết Việt. Kính thưa quý vị, tôi là kiến trúc sư Huỳnh Xuân Hải và hôm nay tôi xin phép được trình bày với tất cả quý vị một trong những giải pháp thiết kế nhà phố thích ứng với khí hậu của Việt Nam. Thì tôi gặp gia chủ này ở quận Tân Bình của thành phố Hồ Chí Minh và ngôi nhà này thì nằm hoàn toàn trong hẻm. Cái đặc biệt ở đây là gia chủ muốn không gian của ngôi nhà mang tính thiền, để cho cái ngôi nhà nó có tính thiền cao. Việc đầu tiên đó là chúng ta phải tạo ra không gian của nhà mình nó phải thực sự là yên tĩnh, gọi là nó tĩnh lặng. Và đặc biệt để mà tĩnh lặng như thế này thì chúng ta cần là cây xanh là điều tôi cần nhất. Cái thứ hai nữa có thể là có những yếu tố về mặt nước, thì đó là một trong những yếu tố về tạo ra vấn đề thị giác cực kỳ quan trọng, để chúng ta khi ngồi thiền nó mang cái tâm hồn chúng ta nó tĩnh tại hơn. Khi bắt gặp được ý tưởng này của chủ nhà thì cái giải pháp đầu tiên tôi đưa ra là tôi mong muốn ngôi nhà có thật nhiều những chiếc hồ. Tôi cố gắng tận dụng tối đa những cái không gian chết của ngôi nhà để nơi đó tạo ra những chiếc hồ. Ví dụ như là phía trước một cái khoảng sân nhỏ và khi phòng khách có thể nhìn ra cái không gian hồ đó. Hoặc là không gian sân thượng, cái nơi mà tiếp giao của hai phòng ngủ thì có một cái khoảng sân nhỏ, thì nơi đó cũng có thể là tạo ra được một chiếc hồ. Và cái đặc biệt hơn nữa đó là trên mái nhà. Tại vì hiện nay trên mái nhà gần như chúng ta để trống cũng không làm được gì hết. Thay vì chúng ta bỏ trống như vậy thì chúng ta cũng có thể làm được những chiếc hồ. Và chính cái ý tưởng này của tôi và được chủ nhà cảm thấy là cũng rất là thú vị và đã đồng ý ngay. Việc đầu tiên rất là tôi phải suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề là kỹ thuật về chống thấm. Được gia chủ đồng ý thì sau là tôi đã phải gặp được những chuyên gia đầu ngành về vấn đề chống thấm. Và cũng may mắn là được những cái điều tư vấn tốt. Chứ vậy hiện nay là 10 năm rồi, nhưng mà không gian của ngôi nhà là gần như là không có bị thấm gì hết. Và công trình nó, những chiếc hồ này gần như vẫn chạy tốt. Và tôi đưa ra giải pháp này. Khi mà xây xong thì bắt đầu là chúng ta có thể là nuôi cá và trồng sen, trồng bông súng. Thì đã tạo ra được cho công trình luôn là được cái sự xanh mát. Và nó tạo ra được cho công trình được một cái lượng vi khí hậu. Khi mà mỗi buổi chiều về hay là mỗi đợt mà khi mà có gió, thì khi gió nó thông qua những chiếc hồ này tạo ra công trình luôn luôn là mát mẻ. Và bên cạnh đó là tạo ra được một cái cảnh quan cực kỳ đẹp. Nó tạo ra được những cái view nhìn rất là lý tưởng. Và tôi cảm thấy rằng đây là tạo ra được những cảnh quan cho ngôi nhà luôn luôn là xanh mát. Vấn đề ở chỗ là khi mà đưa ra cái giải pháp này đã tạo ra được cho chủ nhà được cái vấn đề thú vui của gia đình. Đó là mỗi buổi sáng thì gia chủ đều ra cho cá ăn, rồi là được ngắm những bông hoa đang nở. Và đặc biệt là mỗi buổi sáng sớm hay chiều tối của các cách sinh hoạt gia đình thì bao giờ cũng là tập yoga và tập ngồi thiền. Mỗi lần như vậy thì tôi thấy rằng là gia chủ lại luôn luôn ra được những cái không gian này, ra khu vực sân thượng hay là ra những cái khoảng sân trước nhà để thay đổi không khí và ngồi thiền. Nếu như nhà nào cũng có thể có được những chiếc hồ như vậy xinh xắn như thế này, phải chăng rằng nguyên cả một khu phố và cả một đô thị như vậy đều có những cái công trình xanh trên mái thì thành phố chúng ta sẽ luôn luôn xanh và cái bầu không khí của thành phố luôn luôn được trong lành. Và cái vấn đề, cái quan trọng nữa là tôi thấy rằng mỗi lần mà đến một mùa mưa chẳng hạn thì thành phố gần như bị ngập nước cục bộ. Tại vì cái ngập nước chính ở đây á không phải là vì triều cường, mà chính là ở chỗ là cái vấn đề thoát nước không kịp. Chính vậy mà nếu mà nhà mà có những chiếc hồ như thế này, vô hình chung là chúng ta đang được điều tiết nước cho thành phố cực kỳ hiệu quả và sẽ giảm tải được cái lượng nước đi xuống dưới những cái con đường hay những con hẻm nhỏ, thì thành phố chúng ta sẽ không bị ngập vào khi mùa mưa. Và khi vào mùa nắng chẳng hạn thì thành phố chúng ta nhờ những chiếc hồ này nó tạo ra được một cái luồng vi khí hậu cực kỳ tuyệt vời và thành phố chúng ta không có nóng bức vào mùa hè. Đó là một giải pháp thật là thú vị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái bài chia sẻ của tôi. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.